rất là hiếm khi mà gọi là đứng ngoài đường ở bên Nhật này ăn. Wow. Mời mọi người nha, xin mời mọi người. Rất là ngon. Mình nghĩ nó còn ngon hơn ở dưới Osaka. Chính xác là lần này là lần thứ 3 mình tới đây ăn. Do kiểu như là bình thường là khi mà mình ghé qua Osaka, Nanba, cái khu mà rất là nổi tiếng Itako á, là thường là mình sẽ ăn ở đó. Nhưng mà vô tình kiểu như một lần đi lang thang ở đây, cả nhà mình đã va vào cái quán này và đã ăn và rất là nhớ, nên hôm nay đã tới đây và ăn và chia sẻ cho mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với channel của mình. Hiện tại là mình đang ở cái khu vực Harajuku, mình đang di chuyển ra khu vực Omotesando. Ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu cho mọi người một cái món ăn gọi là món ăn đường phố rất là nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là món takoyaki. Bây giờ là mình sẽ đi bộ qua cái cửa hàng đó. Takoyaki là món gọi là bạch tuộc nướng. Tako là con bạch tuộc, yaki là gọi là nướng hoặc là chiên. Cái dọc đường này thì nó vẫn là cái khu vực gọi là thuộc Omotesando, hướng là di chuyển là từ nhà ga Harajuku. Nếu mà các bạn mà có thể di chuyển bằng tàu điện đến nhà ga Harajuku nhá, tuyến gọi là tuyến JR, đi bộ khoảng tầm quãng 7 phút, cũng khoảng 5 đến 7 phút thì đó. Nguồn gốc của cái món takoyaki này là có từ ở vùng Osaka của Nhật Bản. Do là Osaka là một cái vùng gọi là gần với cảng biển, nên khu vực đó thì nó giao lưu kiểu như là rất là nhiều cái ẩm thực của Nhật Bản. Dọc vào những cái con đường mà khi mà đi ghé vào cái cửa hàng này, nó là những cái hẻm mà rất là dễ thương. Nó có một chất riêng của Nhật Bản. Cái khu phố này gọi là vẫn là thuộc Omotesando. Nó là những cái ngách mà khi mà mình ghé qua đây thì mình rất là ấn tượng. Con đường đi nó rất là dễ thương, nó đúng kiểu như là theo cái chất Nhật xưa. Nên muốn quay lại đây chia sẻ cho mọi người cái địa điểm này. Takoyaki là một cái món ăn mà rất là nổi tiếng, là món ăn gọi là món ăn đường phố của Nhật Bản. Ơi, đôi chàng, đây chưa bữa? Đây chưa bữa, đôi chàng đây chưa bữa? Ôm ba cái nào. Ôm ba. Bình thường là mọi người sẽ biết tới là takoyaki là nổi tiếng là ở Osaka. Khi mà ghé qua khu vực Osaka thì mọi người sẽ nghe thấy nhiều hơn. Nên vậy là hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho mọi người, cho các bạn một cái quán ăn ở Tokyo. Quán ăn này cũng rất là ngon, rất là nổi tiếng, nên khi mà mọi người ghé qua đây thì ghé qua Tokyo thì có thể thưởng thức. Cái bánh này thì nó có hình là hình tròn, ở ngoài là bột mì, ở trong thì nhân là cái bã tempura này, và nhân là nhân bạch tuộc. Do vậy thì cái món bánh này cũng khá là dễ ăn, tức là người già đến trẻ em thì hầu như là mọi người chắc chắn là sẽ rất là dễ ăn, dễ thích cái món này. Nên mà khi mà tới Nhật Bản thì mọi người có thể thưởng thức cái món này, và tới Tokyo thì mọi người có thể ghé qua cái địa điểm này. Hiện tại là mình đã có mặt ở cái cửa hàng gọi là món takoyaki. Tên quán là Warataco, thì mình sẽ để chi tiết cái địa chỉ, nó nằm ở trên góc này nhé, cái màn hình này. Và ngoài ra thì mình có note ở dưới mô tả của video này, thì mọi người có thể khi mà ghé qua cái Omotesando, cái khu vực này thì có thể thưởng thức qua. Đây là một cửa hàng cũng rất là ngon, rất là nổi tiếng. Thường là vào cái dịp mà cuối tuần thì cái người ta đứng ở đây xếp hàng mua đây rất là nhiều. Do kiểu rất là nhiều lần khi mà mình đi qua cái khu vực này thì mình cũng vô tình kiểu như một lần thưởng thức ở đây thì thấy rất là ngon. Thực ra là takoyaki thì mình đã ăn ở dưới Nanba, cái khu vực Osaka, gọi là cái khu vực mà nổi tiếng nhất, cái vùng mà quê gọi là cội nguồn của món bạch tuộc nướng này. Thì khi mà mình ăn ở đây thì mình cũng thấy là nó rất là ngon. Nên hôm nay mình tới đây giới thiệu cho mọi người cái vị trí này. Cái quán tên là Warataco. Cái đầu tiên là Shionegi Majo
là cái bán chạy nhất. Mình mua thêm một hộp nữa. À, hay. À, một cái suất này khoảng 600 yên, là được khoảng 120.000. Đây mọi người nhìn họ, họ làm bằng một cái gọi là cái máy bằng điện, máy nướng bằng điện. Hay. Mình sẽ tự lấy đũa ở đây luôn. Hay đâu mà. Ô ô ô, mình sẽ ăn ở đây luôn, ăn trực tiếp ở đây luôn. Okay. Cảm ơn thế. Đây gọi là ăn ngoài đường luôn nhá. Meron nhá. Nước lọc Budo có rồi đúng không? Chuẩn bị ăn thì nhớ là tới không có nước, nên mình sẽ mua một ly nước. Một ly nước ở đây là 150 yên, thì khoảng 30.000. Meron soda là nước kiểu như là nước dưa lưới. Warataco. Wara là một cái nụ cười, smile. ドリンクはメロンソーダ1つで。はい、200円から。はい。cửa hàng này thì mở cửa từ 12 giờ cho đến 19 giờ tối hàng ngày. Nên khi mà mọi người ghé qua đây thì 12 giờ cho đến 7 giờ tối. Hay, đồ mở. Đấy. Cái đặc biệt là khi mà ăn ở đây á, khi mà ghé cái cửa hàng này thì chúng ta sẽ đứng trước quán ăn luôn. Ở đây thì không phải một mình đang hiện tại đang ăn, mà quanh đây là người Nhật, họ đang cũng ngồi ăn rất là nhiều. Đây nhà mình có hai, mình gọi hai suất nhé. Một suất là 600 yên thì khoảng 120.000. Một cái suất là 550 yên thì là 110.000. Nói chung là áng chừng đấy. Rất là hiếm khi mà gọi là đứng ngoài đường ở bên Nhật này ăn. Wow. Rất là ngon. Takoyaki là ở ngoài là kiểu như là bún mì, ở trong là nhân bạch tuộc. Bạch tuộc thập cẩm. Của papa đấy. Apaman của con đâu? Mẹ con uống một xíu nhá. Mẹ cho con một xíu nữa. Mời mọi người nhá, xin mời mọi người. Để nước lọc không uống nhá. Để em pha man nhá. Rất là ngon. Chính xác là lần này là lần thứ 3 mình tới đây ăn. Do kiểu như là bình thường là khi mà mình ghé qua Osaka, Nanba, cái khu mà rất là nổi tiếng thì taco á, là thường là mình sẽ ăn ở đó. Nhưng mà vô tình kiểu như một lần đi lang thang ở đây, cả nhà mình đã va vào cái quán này và đã ăn và rất là nhớ, nên hôm nay đã tới đây và ăn và chia sẻ cho mọi người. Rất là ngon. Mình nghĩ nó còn ngon hơn ở dưới Osaka bình thường. Nani? Mình gọi hai vị khác nhau. Nhưng cái lớp vỏ ở ngoài này là cái gọi là cá ngừ, gọi là cá ngừ bào khô. Rất là bùi, rất là kiểu như là đặc trưng luôn của takoyaki luôn. Đây là trước view ở trước quán đây. Cái chỗ này người ta trồng hoa này, mọi người nhìn thấy là cái hoa tulip này đang nở này, rất là đẹp này. Đây nhá, mình sẽ quay cái khu vực mà mọi người có thể ngồi ăn đây, ngồi ăn trước quán đây, cái rìa này. Nên khi mà tới đây thì mọi người có thể đứng ngồi rìa để ăn. Ngoài ra thì
họ sẽ có những cái chỗ cho mình đứng ăn ở đây. Bây giờ mình thử sang cái món kiểu như là món negi, gọi là cái khác là siêu negi, là muối hành này, và thêm là cái vị muối. Cái takoyaki thì hình là hình tròn này, nó là hình ma đự hình tròn. Cái này ăn phát là thấy vị muối nhưng mà rất là ngon, rất là ngon. Nên mà khi mà mọi người có ghé qua Harajuku, Omotesando, cái khu vực gần đây thì có thể ghé qua cái cửa hàng này thưởng thức, đảm bảo ngon, rất ngon. Cái món ăn này thì là không chỉ là người già, mà từ gọi là trẻ em đến người già, hoặc là không phải trung niên hay là nam nữ thứ, hầu hết tất cả từ nhỏ đến lớn. Tại vì nó dễ ăn, nó không có cứng. Khi mà ăn xong ở đây thì cái vỏ này mình sẽ vứt ở trước cái gọi là cái thùng rác rồi, trước quán luôn. Chính xác là trước quán là có chỗ kiểu đứng ăn, nhưng mà do kiểu hiện tại là bây giờ đang hơi nắng. Nếu mà khen, gọi là khen quá nhiều thì mọi người cứ nói kiểu như là nó sẽ kiểu như là mình PR quá. Nhưng mà thực sự nó rất là ngon, thực sự là rất là ngon. Bình thường là ví dụ như là những cái lần trước mà mình, khi mà mình ghé qua mình mua ăn ở đây á, thì người ta đứng xếp hàng rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay là khi mình vô đây là giờ này là cũng ít người, nên rất là dễ dàng, chúng ta không phải mất thời gian. Nên khi mà mọi người nếu mà vào cái dịp mà cuối tuần khi mà ghé qua đây thì khả năng cũng sẽ phải đứng xếp hàng, nhưng mà cái này cũng xếp hàng nhanh, nó không có quá mất thời gian như một số cửa hàng khác. Quá tuyệt vời. Mình đang ăn đây có mấy thanh niên cứ nhìn mình ăn. Nani? Thấy mình ăn ngon quá. Thấy vèo vèo một cái là mình đã ăn xong kiểu như là gần hai hộp taco. Mẹ ăn được hết gọi là dàn được hộp, đúng không? Nha. Budo không ăn. Nhà mình là Budo không ăn taco. Khi mà ăn xong thì mình sẽ tự đi vớt rác. Mình sẽ tự đi vớt rác ở vào thùng rác. Hey, Goshisousama deshita. Domo. Rất là ngon. Nên mọi người nếu mà khi mà ghé qua Omotesando thì hãy ghé qua cửa hàng này nhé. Mình sẽ note cái địa chỉ ở trên cái mô tả của video này. Ngoài ra thì mình sẽ để cái gọi là ở trên góc màn hình nữa. Nếu mà mọi người xem video thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Khi mà đăng ký kênh thì mọi người nhớ là bấm chuông sẽ nhận được cái video mới nhất. Thì hàng tuần là mình sẽ dành thời gian sẽ đi quay cái cuộc sống ở bên này, những cái quán ăn, những cái gọi là những cái gì mà mình đi qua mình gặp mình thấy hay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.